Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. 8 loại cây mọc dại ở Việt Nam, bổ hơn nhân sâm, thần dược đắt hơn vàng, cực tốt cho sức khỏe. Xin kính chào quý khán thính giả của kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị thân mến, nhắc đến những cái tên như bèo tây, tầm bốp hay càng cua thì có lẽ điều khiến chúng ta nhớ nhất đó là chúng đều là những loại rau mọc dại xuất hiện sau trời mưa. Những loại cây này thường được chẳng mấy ai quan tâm, thậm chí còn là thức ăn phục vụ chăn nuôi gia súc gia cầm, nếu được bán cũng với giá rất rẻ. Thế nhưng các nghiên cứu về sức khỏe trên thế giới đã chỉ ra thật nhiều công dụng tuyệt vời của các loại rau dại tại Việt Nam. Một số loại còn chứa cả công dụng phòng chống ung thư, điều trị bách bệnh, kéo dài tuổi thọ vô cùng hiệu quả. Nhiều quốc gia phương Tây hay các nước lớn như Nhật Bản, Trung Quốc thậm chí còn săn lùng, chấp nhận giá trên trời để sở hữu được chúng. Cụ thể đó là những loại rau dại nào? Hãy cùng Sức Khỏe Tự Nhiên khám phá trong video sau đây nhé! Đầu tiên, rau sam, thần dược được nhiều nước săn lùng. Rau sam có vị đặc trưng, thanh và hơi chua. Dù được gọi là rau, nhưng ở Việt Nam, người ta thường chỉ coi cây sam như là cây dại và chỉ dùng như một loại rau ăn lá rất hạn chế. Thậm chí ở nhiều nơi còn dùng làm thức ăn cho bò. Có lẽ sẽ ít ai biết rằng, ở nhiều nước trên thế giới, người ta đang săn lùng loại rau nhỏ bé này bởi những công dụng kỳ diệu đến không ngờ. Ở nhiều nước châu Âu, rau sam được dùng trong các món ăn khá phổ biến. Người Hà Lan dùng rau sam làm dưa chua. Người Pháp cũng rất thích rau sam và chế biến thành nhiều món ăn đặc biệt. Hoặc ở Mỹ, có những món rau sam trọn, giàu giấm. Người Trung Hoa xưa gọi rau sam là rau trường thọ. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Úc, trong rau sam có chứa nhiều axit béo omega 3 hơn các loại rau ăn lá khác. Nó là một trong số rất ít các loại cây có chứa EPA, omega 3 chuỗi dài, có tác dụng rất tốt cho việc ngăn ngừa bệnh tim mạch và tăng cường sức miễn dịch của cơ thể. Đây cũng là loại rau chứa nhiều loại vitamin, chủ yếu là vitamin A, C và một số vitamin B cùng các carotenoid, cũng như các chất khoáng dinh dưỡng như magie, canxi, kali và sắt. Thứ hai, rau càng cua, thần dược bị lãng quên. Nếu trước đây rau càng cua bị xem là cỏ dại, không được chú ý tới, thì nay nó là một trong những loại rau có giá đắt hơn thiệt. Một loại thảo dược quý từ thiên nhiên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe với tác dụng chữa bệnh tuyệt vời. Nhiều nước trên thế giới xem rau càng cua là thần dược vì nó có khả năng trị nhiều loại bệnh. Ở Philippines, người ta dùng lá càng cua đắp để điều trị ung nhọt và vết loét. Người dân Trung Quốc và Brazil dùng nước ép rau càng cua để trị bệnh viêm kết mạc. Còn người Java lại dùng loại rau này để trị sốt rét, đau đầu. Rau càng cua là một loại rau thuộc họ hồ tiêu, nó mọc hoang dại, mọc ở nhiều nơi và sống trong vòng một năm. Loại cây này phân bố ở những nơi có khí hậu nhiệt đới. Rau càng cua khi ăn sống có vị chua chua, giòn, ngon, đặc trưng và có giá trị cao về mặt dinh dưỡng. Rau càng cua có thể sống ở nhiều địa hình, thường mọc thành bụi ở ven ao, hồ, bờ ruộng, các dốc đá. Nhiều người coi càng cua là loại cỏ dại, mọc hoang, chỉ làm thức ăn cho gia súc. Thế nhưng ở các nước châu Âu, rau càng cua lại rất được ưa chuộng, thường được dùng để chế biến thành nhiều món ăn vì những lợi ích y học kỳ diệu của nó. Một số công dụng chữa bệnh tuyệt vời của rau càng cua có thể kể đến như sau. Chống viêm, có tác dụng tương đương với thuốc hạ sốt Aspirin, ngăn ngừa ức chế và giảm nguy cơ mắc ung thư, ngăn ngừa viêm khớp, chống oxy hóa. Thứ ba, quả tầm bốp, bán giá 700.000 đồng một ký ở Nhật Bản. Vốn là một loại cây dại mọc lan ở khắp các ruộng lúa ở nông thôn Việt Nam, nhưng vì giờ đây người tiêu dùng yêu thích các loại rau sạch và lành, nên rau tầm bốp đang đứng đầu trong danh sách các loại rau nhà giàu được các bà nội trợ săn lùng. Và đây cũng là một trong những lý do mà người Nhật Bản chịu chơi
khi bỏ ra tới 700.000 đồng để mua 1 ký rau tầm bốp. Nếu quả tầm bốp ở Việt Nam được xem như là một loại quả dại, chỉ cần ra bờ ruộng thôi là có thể hái cả nắm mang về mà không tốn tiền mua, thì ở Nhật Bản, đây là một thứ quả khá đắt. Thời gian trước, khi kinh tế nước ta còn vô cùng khó khăn, nạn đói hoành hành, rau tầm bốp được thu hái về để ăn tạm như một loại rau cứu đói. Giờ đây khi kinh tế đã khá hơn nhiều, người dân cũng có điều kiện để có thể mua các loại thực phẩm quý, đắt tiền hơn. Tuy nhiên, vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nhức nhối cho người tiêu dùng. Giá trị nhất của cây tầm bốp là quả tầm bốp, quả có hình tròn nhỏ như quả cà, bên ngoài được bao bọc một lớp vỏ bọc mỏng, giống như hình lồng đèn, nên ở một vài nơi, tầm bốp còn được gọi là cây lồng đèn hay thù lù cạnh. Khi bốp quả tầm bốp, vỏ bọc của quả bị thủng sẽ phát ra tiếng bốp, nghe rất vui tai. Khi chín quả sẽ có màu đỏ rất đẹp, vị hơi chua, có thể chế biến làm mứt, thậm chí làm thuốc chữa bệnh. Những quả tầm bốp này có tác dụng rất tốt trong việc giải nhiệt, chữa các bệnh về thận, bài tiết, chữa ho, tiêu đờm. Ở Nhật Bản, đây là một loại quả khá đắt. Tính theo giá thành ghi trên bao bì, có thể thấy một ký quả tầm bốp có giá bán lên tới 700.000 đồng, thậm chí còn đắt hơn quả cherry nhập về Việt Nam. Thứ tư, lá tía tô ở Việt Nam cho không, Nhật Bản bán từ 500 đến 700 đồng trên một lá. Tía tô là một loại cây dễ trồng, thậm chí mọc dài ở vùng nông thôn Việt Nam. Lá được dùng để ăn sống hoặc nấu chín, làm gia vị cho một số món ăn ngon. Xưa nay, mọi người đều nghĩ đây chỉ là một loại gia vị cho vào nấu canh nên thường không tận dụng. Hiện nay, một số người hiểu được công dụng bất ngờ của loại cây này nên đã tìm, thu mua. Lá tía tô của Việt Nam được xuất khẩu sang Nhật Bản. Loại tía tô màu xanh được chọn lọc từng lá với kích cỡ bằng nhau, không rách nát khi xuất khẩu sang Nhật Bản, có giá 500-700.000 đồng mỗi lá. Nếu áp dụng đúng theo quy trình này, thì 1 hecta trồng tía tô sẽ cho thu hoạch khoảng 17-18 triệu lá, cho doanh thu khoảng 2,5 tỷ đồng. Đối với người Nhật, lá tía tô là một loại gia vị quan trọng, được dùng như một gia vị ăn kèm, giúp làm giảm bớt mùi tanh của hải sản tươi sống trong các món ăn truyền thống như sushi, sashimi. Còn với y học Nhật Bản, lá tía tô được coi là loại thảo dược rất tốt cho sức khỏe. Từ thân lá, cành đến hạt của lá tía tô đều có thể sử dụng làm thuốc hữu hiệu cho rất nhiều bệnh khác nhau. Thứ năm, bèo tây, thức ăn cho lợn, lại là thần dược của nhiều nước. Bèo tây mọc đầy ao hồ, kênh rạch tại khắp các vùng miền ở Việt Nam. Đa phần bèo tây được dùng để làm thức ăn cho gà, vịt, lợn. Người dân có thể tha hồ vớt bèo miễn phí lên làm thức ăn chăn nuôi. Vì thế, không ít người tỏ ra sửng sốt khi biết rằng bèo tây được bán ở Nhật với giá 80 yên Nhật một cây, tương đương khoảng 16.000 đồng một cây. Theo y học cổ truyền, ngoài tác dụng làm thực phẩm, bèo tây còn có vị nhạt, tính mát, có tác dụng chữa xương tấy, viêm đau như xương bắp chuối bẹn, tim bị áp xe, chín mé, xương nách, viêm tinh hoàn, viêm khớp ngón tay, viêm hạch bạch huyết. Dân gian thường dùng phần phồng của cuốn lá giã nát, thêm muối, 5-8 gram muối trong 100 gram bèo, đắp và bó. Thứ sáu, rau dền chỉ là rau bình dân của Việt Nam nhưng được cả thế giới ca ngợi. Cả rau dền cơm và dền đỏ ở Việt Nam trông phổ biến, được bán với giá rất rẻ và chỉ được coi là thứ rau dân dã. Tuy nhiên, loại rau này rất được thế giới ưa chuộng, nhất là vùng Trung Quốc, Ấn Độ và Hy Lạp. Nó được thế giới ca ngợi là loại rau trường thọ bởi công dụng đứng đầu bảng các nhóm rau. Rau dền chứa nhiều vitamin và khoáng chất hơn so với các loại rau khác. Đồng thời nó cũng chứa chất đạm, chất xơ và nước. Hoặc chất sinh học trong dền đỏ có thể ngăn ngừa các bệnh mãn tính, bệnh ác tính và các bệnh làm giảm tuổi thọ của con người. Tại Nigeria, rau dền cơm được bào chế thành dịch truyền vào máu để thanh lọc máu. Một số trung tâm nghiên cứu trên thế giới còn bào chế rau dền cơm thành loại kem bôi, điều trị viêm nhiễm mắt, thuốc động kinh và thuốc chống co giật.
Thứ bảy, chanh leo, dược vương của người dân Ấn Độ. Ở Việt Nam, chanh leo hay còn gọi là chanh dây chỉ là thứ quả bình dân. Tuy nhiên ở Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác, nó được mệnh danh là dược vương trong các loại trái cây, được săn lùng và tìm kiếm. Một nghiên cứu đăng tải trên Hòn Châu Nhật báo cho hay, một quả chanh leo có giá trị tương đương với 10 quả táo. Nghiên cứu cho thấy, chanh leo là loại trái cây giàu axit amin cần thiết cho nhu cầu của cơ thể con người, bao gồm một loạt các vitamin và carotenoid phù hợp cho các đối tượng từ trẻ nhỏ đến người già, giúp nhóm trung niên duy trì sự trẻ trung, chống lão hóa. Người bình thường có thể ăn đều đặn để tăng cường sức khỏe và cải thiện khả năng miễn dịch. Học sinh, sinh viên ăn món này có thể tăng cường trí nhớ, giúp việc học hành được thuận lợi hơn. Đây cũng được xem là một loại thực phẩm có tác dụng hạ huyết áp tự nhiên hiệu quả, an thần, giảm mất ngủ, thải độc và chữa trị các bệnh về tiêu hóa, bệnh trĩ vô cùng kỳ diệu. Thứ 8. Me, quả dại được người dân thế giới săn lùng. Me là loại cây bán dại, mọc phổ biến tại Việt Nam. Nhiều người coi chúng là một thứ quả bình thường, dùng để ăn vặt, làm gia vị cho một vài món ăn dân dã. Nhưng ở Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới, cây me có một vị trí đặc biệt quan trọng, nằm trong danh sách bảo vệ của quốc gia nhờ những tác dụng tốt, từ gốc đến ngọn mà nó mang lại. Theo ghi chép, me không chỉ là món ăn ngon mà có thể dùng để chữa bệnh rất hiệu quả. Bột và thịt me có thể làm món súp nóng, dùng để trị bệnh cảm lạnh theo cách chữa bệnh cổ truyền của người Ấn Độ. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng Việt Nam chúng ta thật may mắn khi được thiên nhiên ưu ái ban tặng rất nhiều loại cây quý có tác dụng vô cùng lớn trong việc phòng ngừa và điều trị bệnh, đúng không nào? Bên cạnh những cái tên trên đây thì có một loại cây nữa cũng nhận được vô vàn lời tán dương ca ngợi từ giới chuyên gia, đó chính là cây mã đề. Cụ thể cây mã đề có công dụng tuyệt vời như thế nào mà được ưu ái gọi với cái tên là cây cỏ dại quyền lực? Hãy cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu trong phần sau đây nhé. Cây mã đề là loại cây có nhiều dược tính, nó có rất nhiều công dụng to lớn đối với sức khỏe mỗi người. Dù cây mã đề rất phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều nơi trên thế giới, nhưng không phải ai cũng có thể nắm rõ về những tác dụng của cây. Dưới đây là một số công dụng nổi bật của loại cây này. Thứ nhất, cai thuốc lá hiệu quả. Đây được xem là tác dụng thần kỳ của loại thảo dược này khi hỗ trợ cai thuốc lá lên đến hơn 80%, từ đó giúp cho sức khỏe người bệnh tiến triển, khỏe mạnh. Theo các chuyên gia, cây mã đề sẽ giúp tạo ra một ác cảm tự nhiên đối với thuốc lá, giúp người nghiện thuốc lá dễ dàng từ bỏ thói quen hút thuốc lá hàng ngày. Để sử dụng phương pháp này, mọi người có thể chiết xuất thành dạng xịt vào miệng hoặc làm thành trà uống thay nước lọc hàng ngày. Mỗi ngày, người bệnh lấy một muỗng cà phê lá cây mã đề khô rồi cho vào cốc, thêm nước sôi và ngâm trong vòng 15 phút, sau đó uống trước khi chuẩn bị hút thuốc lá. Sử dụng một thời gian sẽ cải thiện dần dần thói quen hút thuốc lá đáng kể. Thứ hai, trị mụn. Cây có tính lạnh, mát, vì vậy vô cùng thích hợp cho những người có cơ địa nóng. Các trường hợp bị mụn do nóng trong có thể dùng cây mã đề để thanh nhiệt, giải độc, mát gan, từ đó điều trị mụn từ bên trong. Đặc biệt, hàm lượng chất khoáng và vitamin antibio có trong lá cây mã đề còn giúp cho da trở nên sáng mịn, phục hồi, lành sẹo và sáng hồng từ bên trong. Nếu bạn gặp phải tình trạng mụn thâm hay nám da hoặc các bệnh về viêm da cơ địa, bạn có thể giã nát lá cây đắp lên mặt, tình trạng da mụn thâm sẽ cải thiện đáng kể. Ngoài ra có thể kết hợp phương pháp sử dụng chuối xanh để đem lại hiệu quả trị nám da cực kỳ hiệu quả. Thứ ba, điều trị sỏi thận. Đối với những bệnh nhân có sỏi trong thận, khi sỏi phát triển lớn sẽ gây ra những triệu chứng như tiểu rắt, tiểu khó, tiểu bút, nước tiểu sậm màu. Theo đông y, cây mã đề có vị ngọt thanh, tính hàn, tác dụng bổ khí huyết, tá sỏi, thanh nhiệt rất hiệu quả. Trong việc chữa trị sỏi thận, loại cây này có thể được sử dụng như một loại thảo dược đơn lẻ hay có thể kết hợp chung với các loại thảo dược khác để mang lại kết quả chữa trị tốt hơn cũng như bồi bổ cơ thể hơn. Thứ tư,
hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy, chiết xuất từ cây mã đề có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ở người. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại ung thư tự nhiên hoặc kết hợp với hóa trị hoặc xạ trị. Các nhà khoa học cũng tin rằng loại cây thảo mộc này có thể giúp ngăn ngừa tổn thương DNA thường gây ra bởi các tế bào ung thư. Thứ năm, một số công dụng khác là thuốc kháng viêm tự nhiên, khắc phục tổn thương hệ thần kinh, cây mã đề tăng năng lượng cho tế bào, phòng ngừa và điều trị viêm gan, chữa bệnh đường hô hấp, giảm đau bằng cây mã đề, trị con trùng cắn, chữa răng cắn. Cách sử dụng cây mã đề hiệu quả. 1. Nước uống cây mã đề. Nước uống được nấu từ mã đề có rất nhiều công dụng cho sức khỏe. Không chỉ chữa một số căn bệnh liên quan, mà nước cây giúp nâng cao sức khỏe, giảm mệt mỏi, mất sức do lao động nặng. Nấu nước cây mã đề có thể dùng cả hai loại là tươi hoặc khô. Cho vào nồi nấu với tỷ lệ 100g mã đề, nấu với 1 lít nước, đun sôi để nguội, ngày uống từ 2 đến 3 lần. 2. Cây mã đề nấu canh. Cây mã đề nấu với tôm hay thịt đều ngon, nhưng hợp nhất với thịt bò gân. Canh mã đề thịt bò có vị ngọt dịu và mùi thơm rất đặc trưng. Mua loại bò vụn vừa gân vừa nạc về nấu mềm, nướng vài củ hành tím bỏ vào nước bò cho thơm, nêm nếm vừa ăn. Xong bỏ lá cây mã đề vào nấu sôi chừng 2 phút cho rau mềm. Nhờ những tác dụng tuyệt vời này mà cây mã đề như loại cây cỏ thần dược. Nếu bạn gặp phải một trong những vấn đề về sức khỏe nêu ở trên, hãy thử sử dụng cây, chắc chắn bạn sẽ hài lòng về công dụng của chúng. Trên đây là thông tin về những loại cây dại ở Việt Nam có công dụng vô cùng hiệu quả trong việc phòng chống và điều trị nhiều căn bệnh ở người. Tuy nhiên, những thông tin này thường có rất ít người biết, thậm chí nhìn thấy những loại cây này còn làm ngơ hay chỉ dùng làm thức ăn trong chăn nuôi. Thế nên quý vị hãy ấn nút chia sẻ để đưa thông tin này đến với tất cả mọi người nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sức khỏe tự nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức khỏe tự nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức khỏe tự nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.